Ban quản lý sân vận động quốc tế Basra cho biết, sân bóng này đã sẵn sàng cho trận đấu giữa đội tuyển Iraq và Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Sau nhiều năm bị FIFA cấm tổ chức các trận đấu chính thức trên sân nhà, đội tuyển Iraq đã được phép trở lại sân nhà từ vòng loại thứ hai của World Cup 2026. Và đội tuyển Indonesia là vị khách đầu tiên của Iraq. Sân vận động quốc tế Basra là sân bóng đạt tiêu chuẩn của FIFA. Thời gian qua, ban quản lý sân vận động đã tiến hành chỉnh trang lại nhiều hạng mục trong và ngoài sân. Các nhân viên của sân vận động làm việc cả ngày lẫn đêm để làm đẹp cho sân vận động chính và sân tập. Các lối vào khán giả qua các cổng đã được phục hồi và sửa chữa. Có 16 cổng trong sân vận động, tất cả đều sẽ mở, bao gồm 2 cổng dành cho khách VIP và dịch vụ, 1 cổng cho các nhà báo và nhân viên truyền thông. Các cổng còn lại sẽ dành cho người hâm mộ. Từng ngóc ngách trên khán đài và các hàng ghế ngồi được vệ sinh sạch sẽ bằng vòi xịt cao áp. Phía dưới sân, đường pitch cũng được vệ sinh. Hệ thống các banner và khẩu hiệu của giải đấu đã được lắp đặt trên khán đài và cabin kỹ thuật của hai đội tuyển. Mặt cỏ sân vận động quốc tế Basra thời gian qua được chăm sóc cẩn thận, đến lúc này đã có màu sắc khá đẹp mắt. Hứa hẹn mang đến chất lượng tuyệt vời cho trận đấu sắp tới. Sân vận động quốc tế Basra được bắt đầu xây dựng vào tháng 7 năm 2009 tại thành phố Basra của Iraq. Nó chính thức được khánh thành vào ngày 12 tháng 10 năm 2013. Kinh phí xây dựng là 550 triệu đô la Mỹ từ nguồn tài trợ của chính phủ Iraq. Sân vận động được bao bọc bởi một bức tường rèm gồm các yếu tố cong đa hướng với tổng diện tích 45.000 m². Thiết kế khán đài 2 tầng mang đến sức chứa 65.227 khán giả, với toàn bộ khán đài đã lắp đặt ghế đơn. Có 2 màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt trên khán đài phía sau cầu môn. Trong khi đó, đội tuyển Indonesia hiện đã có mặt tại Iraq và bước vào các buổi tập để làm quen với khí hậu và sân bãi tại đây. Trận đấu giữa Iraq và Indonesia sẽ diễn ra trên sân vận động quốc tế Basra vào lúc 21:45 ngày 16 tháng 11 tới.